đại thừa đi vào đời sống giúp khai mở giáo pháp, có như vậy giúp dân chúng gần gũi Phật, vậy thì họ sai chỗ nào? Kính sư giải thích giùm con. Thứ nhất á, là sư muốn cho quý vị thấy một chuyện, đó là ở đời đó cái gì cũng vậy, có âm thì có dương, thì có ánh sáng thì cũng phải bóng râm. Đôi khi á, chúng ta mà có những người á, họ không chịu nổi cái sức nóng của ánh mặt trời thì họ có thể đi vào trong bóng râm, hoặc á, là họ có thể hưởng cái ánh trăng cũng được vậy. Tức là ở đời cái gì nó cũng có hai mặt, cho nên á, và mỗi mặt như vậy á, đều có lợi ích, chứ không phải là mình nói không có lợi ích. Nói như vậy để cho quý vị tránh một cái thái độ cực đoan là mình cứ đả kích hết cái tông phái này tới tông phái khác nha. Còn mà nếu như mà chúng ta xét á, là một cái bình diện rộng hơn á, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái thực tiễn để trả lời vấn đề của chúng ta. Ví dụ như Phật giáo ở Thái nè, Phật giáo ở Miến, là những cái quốc gia mà Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên thủy á, là được xem là nổi bật đại diện đó. Và thậm chí là ở Thái Lan thì Phật giáo Nguyên thủy được xem là quốc giáo. Thì quý vị sẽ thấy là cái cách cư xử của thực tế nó sẽ trả lời vấn đề của quý vị thôi nha. Quý vị để ý đi, cái cách cư xử của người Phật tử ở Thái như thế nào, cách cư xử của người Phật tử ở Miến như thế nào, rồi quý vị sẽ đối chiếu cách cư xử của người Phật tử ở Hồng Kông như thế nào, ở Đài Loan như thế nào, và ở Việt Nam như thế nào. Quý vị nhìn là tự quý vị sẽ thấy cái nhìn nó khách quan nhất. Tại vì ban đầu thì tất cả mọi người đều có ý tốt, tức là có ý hoằng dương giáo pháp, đưa giáo pháp nó rộng rãi hơn đối với quần chúng. Và qua thời gian thì thời gian nó sẽ sàng lọc và nó sẽ cho thấy những vấn đề tồn tại. Sư lấy ví dụ như đừng có suy nghĩ là cứ mang cái mác Nam Tông là ngon lành hết, chưa chắc. Phật giáo ở Thái cũng có vấn đề của Phật giáo ở Thái nha. Đó, bùa chú quý vị thấy rồi đó. Nhưng mà cái tính tâm của người dân thì nó, chúng ta phải công nhận. Rồi Phật giáo ở Miến cũng có vấn đề của Phật giáo ở Miến. Ở Miến ở phía Nam khác, ở phía Bắc khác nha. Đó. Rồi Phật giáo ở Đài Loan nó cũng có vấn đề của Phật giáo Đài Loan. Rồi Phật giáo Nhật Bản cũng có vấn đề của Phật giáo Nhật Bản. Và Phật giáo Việt Nam cũng có những vấn đề đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Thành ra đó, điều quan trọng là chúng ta có tiếp xúc được với chánh pháp hay không, có biết được cái gì nên học và cái gì nên bỏ hay không. Tất cả các cái gương ở trước mắt của chúng ta nhìn cái gì tốt thì chúng ta tiếp thu, cái gì không tốt chúng ta để một bên. Đó là cái nhìn toàn diện. Còn nếu như chúng ta có cái nhìn phiến diện, tức là chúng ta chỉ nhìn cái xấu ở một nơi nào đó, hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào cái tốt ở một nơi nào đó mà bỏ qua hoàn toàn cái xấu ở chỗ đó, thì chúng ta rất dễ đi vào một cái cực đoan, rồi nó sẽ dẫn đến cái chuyện chúng ta đấu đá hết từ cái tông phái này qua tông phái khác. Đó là cái sư không muốn nhìn thấy. Thì về vấn đề này thì không biết là sư Tự Tường có cái nhìn như thế nào. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, cái câu hỏi này thì để Đức Hạnh Tuệ trả lời theo bản thân chưa thấy rất là đầy đủ rồi, chắc xin lướt qua. Vâng.